Hi guys, today my family visit the countryside Việt Nam, Đồng Tháp. Xin chào cả nhà, hôm nay gia đình mình đến trung tâm Đồng Tháp, nhà hàng Nét Quê. Đây là tất cả thành viên, anh hai, anh ba, mẹ và những bé cháu, cháu trai, cháu gái, cháu lớn, cháu nhỏ. Đây là tất cả gia đình mình. Đầy đủ mọi người họp tiệc gia đình từ rất lâu, gia đình rất bận và hôm nay đã hội họp lại tất cả để làm những video về gia đình. Hi guys, please support my YouTube channel, many good video amazing about travel. Xin cả nhà ủng hộ kênh YouTube của gia đình mình, có rất nhiều video hay về lễ hội, du lịch và những nơi nổi tiếng và luôn những video mới mỗi ngày. Hi guys, this is the family and in the delicious restaurant in the beautiful country. Gia đình mình cùng nhau đến một nhà hàng rất đẹp và đồ ăn rất ngon để hội họp. Hi guys, this is my brother and my sister in Vietnam. Đây là anh hai mình và chị mình, hai thành viên lớn nhất của gia đình mình, luôn giúp mình trong công việc. Hi guys, this is the beautiful countryside Vietnam. Đây là nét quê, có rất nhiều nhà hàng và những cảnh đẹp sông. Hi guys, this is the beautiful place in countryside. Đây là CGV Đồng Tháp. Và mình và cháu của mình cùng nhau trò chuyện và hội họp gia đình. Hi guys, this is the beautiful play bookstore. Đây là Vincom và hiệu thương hiệu sách. Vincom Đồng Tháp rất lớn, rất nổi tiếng, có nhiều nhà hàng, thương hiệu và mua sắm siêu thị. Hi guys, this is me and my family. This is the kids play, many toy for play. Đây là trung tâm trò chơi trẻ nhỏ, có cho mọi người đến đây để các bé được vui chơi. Có nhiều trò chơi, tất cả trò chơi đều có ở đây. This is the toy for the kids, or the design for the smart and study and play. Đây là những trò chơi đầy đủ màu sắc và hình dáng, trò chơi trí tuệ, vui vẻ, sở thích về tất cả mọi điều đẹp và sáng tạo đều có ở đây. Hình con cua, con tôm, tất cả hình vật đầy đủ màu sắc, rất đẹp. Hi guys, this is the play for the kids. The kids very happy when they come here. All the beautiful thing for them. Very happy and love the toy so much. Các cháu bé rất hạnh phúc khi đến đây. Có tất cả sự yêu thích và màu sắc đầy đủ ở đây. Là trung tâm trò chơi trẻ nhỏ ở Vincom Đồng Tháp. We can see the happy face about the kids for come here. Các cháu bé rất vui vẻ khi đến đây. Hi guys, we visit the countryside beautiful. Mình đang ở khu du lịch Cồn Én Đồng Tháp. Đây là cổng vào, có những hình tượng nghệ thuật và hoa. Hi guys, welcome to the countryside beautiful Vietnam. Chào mừng cả nhà đến khu du lịch Cồn Én. Hi guys, this is welcoming very beautiful, many amazing. Đây là bên trong có rất nhiều tượng gỗ điêu khắc hình thiên nhiên của cảnh Đồng Tháp về người dân và lúa. Hi guys, this is all natural about Vietnam culture. Đây là hình điêu khắc về cảnh đồng quê.
Hi guys, this is the car very beautiful. Đây là trưng bày xe. Đây là chiếc xe Mercedes hai cửa trắng đỏ được trưng bày. Hi guys, the beautiful nature about Vietnam countryside. Đây là bức tranh về cảnh đồng quê của Đồng Tháp. Bức tranh thương hiệu khu du lịch Cồn Én về đầy đủ hình ảnh. Hi guys, this is the restaurant very beautiful. Chào mừng cả nhà đến nhà hàng. Đây là nhà hàng khu du lịch Cồn Én rất lớn cho nhiều người, tất cả mọi người đều đến đây. Hi guys, this is the natural beautiful in the river. Đây là cảnh nhà hàng ven sông, nước sông rất trong, nhà hàng rất đẹp, nhiều bóng đèn và hoa. Hi guys, this is the beautiful countryside Vietnam. Đây là khu du lịch Cồn Én. Một nửa là sân vườn, một nửa là ven sông. Có rất nhiều hoa, mọi nơi đều rất sáng và tất cả đều rất đẹp. Chỗ rất lớn cho tất cả thành viên của thành tỉnh Đồng Tháp. Nằm ngay khu được nhiều người đến. Hi guys, this is the restaurant and delicious at the beautiful place. Đây là nơi nhà hàng sang trọng, rất nhiều món ăn ngon, món chay, món mặn. Mọi người đến đây tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc gia đình, tiệc bạn bè và tất cả sự kiện chúc mừng vì cảnh đẹp và món ngon. Hi guys, this is vegetarian and for all the people. This is the beautiful flower of the place. Đây là những bông hoa của những chỗ ngồi ở khu du lịch Cồn Én. Những bông hoa rất đẹp được chăm sóc. Hi guys, this is the beautiful place for all the people country come here. Đây là cảnh đẹp bên trong. Hi guys, we can swimming at the river, beautiful. Đây là hồ bơi, đây là bãi bơi, cát trắng và nước trong, chỗ ngồi. Hi guys, this is the river of the countryside, Vietnam. Đây là nước sông Cồn Én, nước rất trong và sông rất lớn, được chăm sóc rất kỹ. Hi guys, me and my kid play for happy time. Mình xin dắt cháu bé nhà mình đi khu vui chơi trẻ nhỏ để bé được yêu thích vì học sau những ngày học liên tiếp được vui chơi những điều mình thích và bé rất vui vì trò chơi rất đẹp và trí tuệ. Hi guys, this is all the play for the kids. Đây là khu trung tâm trò chơi trẻ nhỏ từ 4 đến 18 tuổi.